sáng bóng luôn. Như thầy mười mua. Tuyệt vời không? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của PSG Vlog. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem một cách làm mới dây chuyền bạc. Thì đây là một dây chuyền bạc cũ này, đã sử dụng rất là lâu rồi, đeo rất là đen này. Nên mình sẽ làm mới lại dây này cho mọi người xem cách làm mới dây bạc đơn giản như thế nào. Và ai dây bạc cũ thì liên hệ cho mình sẽ để phần fanpage Facebook bên dưới phần bình luận này. Mọi người chỉ lướt xuống phần bình luận của YouTube là mọi người thấy phần mình sẽ ghi phần fanpage ở đấy, fanpage Facebook ở đấy, thì mọi người nhấn vào nhắn tin cho mình. Bây giờ mình sẽ làm mới cho mọi người cùng xem. Rất là đen, đen xì luôn này. Bây giờ mình sẽ làm mới lại cái này hình như mới luôn. Đầu tiên là phải đốt nóng cái lên, nóng đốt trắng cái lên. Đốt cho dây bạc trắng lên. Đây mọi người, dây bạc nó đốt lên mà nó trắng to như này thì nó là bạc chuẩn mọi người nhá, là bạc chuẩn, là bạc đẹp, đốt lên sẽ trắng to như vậy. Còn đốt lên mà vẫn còn màu đen là không phải bạc chuẩn đâu. Đây là đốt lên trắng to như này thì nó là bạc chuẩn, mình hướng dẫn luôn cho mọi người biết luôn, làm rất là đơn giản thôi, quy trình làm đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ nhúng vào axit kia. Đây là lọ axit này, mình sẽ nhúng vào đây. Mọi người thấy trắng chưa? Và đây là bát nước trắng. Thì rửa lại lọ axit kia, nhúng hai lần nó sạch. Đây mọi người thấy trắng chưa? Trắng phau này. Nhưng mà đây là chưa xong được, vẫn phải có một bước làm bóng nữa. Này trắng đẹp quá, trắng bạc chuẩn này, bạc chuẩn đổ lên sẽ như thế này này. Bây giờ mình sẽ đi làm mới cho vào máy quay này. Đây là cái máy quay bạc, trong này có bi. Bây giờ mình sẽ thả vào đây quay. Thả lên bạc đây, quay trong khoảng 10 phút. Đây là bột quay bạc này, bột chuyên dụng để quay bạc. Thì sẽ cho một ít bột vào đây. Và mình sẽ quay lên, cho vào quay. Đó nó vào. Đặt lên máy quay này nó quay. Đây là vặn chế độ vặn nước ngay nhỉ. Đấy, mình sẽ cho quay vào khoảng 15 phút. 10-15 phút thì nó sẽ sáng lên bảo ra. Đây mình sẽ quay cận cảnh máy quay cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ quay như này tầm khoảng 10-15 phút mình bỏ ra. Đây là nước hẹn giờ quay này, quay bao nhiêu phút này. Đây là nước nhanh nước chậm 1-2-3-4-5. Những ngày nước thứ hai thôi, cũng vừa đấy. Đây quay này, cho là bi sắt. Đây là axit. Đây là nước. Ở đây mình sẽ tí mình quay xong mình sẽ rửa bát nước này để rửa sạch đi. Ok, là máy cán vàng nhé. Đây để cán vàng đây này. Đấy. Và cái chân đây là chân quay mình vừa quay này. Cài chân quay vào đây. Chân quay này khá là chắc chắn.
Rồi bây giờ có lẽ là xong rồi, là có thể đã sáng gọi điện mình sẽ bỏ ra tắt máy đi, mình sẽ bỏ ra này, bây giờ mình bỏ ra xem nó sáng như nào nhé. Quay tầm 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ bỏ ra rửa bát nước rồi trước. Quay xuống mình sẽ quay gần hơn cho mọi người cùng xem này. Đây mọi người này, quay xong là sáng này, sáng bóng luôn này. Như dây mười mua tuyệt vời không? Đây mình sẽ để đây, lấy khăn này để lau cho sạch. Rồi cho nó khô đi. Thường thường là rửa như thế này mình phải rửa qua một loại nước nữa đấy, nhưng mà tiện quay video thì mình chưa rửa. Thường thường là phải mang ra ngoài ngoài chỗ bể nước kìa, phải rửa sạch đi, rửa sạch một lần nữa thì mới được. Thì axit vì nó là axit nhúng bạc mà, axit nhúng bạc kia nó cũng khá là độc, nên là phải rửa thật sạch để cho an toàn cho người đeo. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Và mọi người xem video hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được đón xem những video hay và bổ ích của mình để gửi tới các bạn. Mình sẽ làm thật nhiều video thật hay và chế tác sản phẩm, quay những sản phẩm đẹp cho mọi người cùng tham khảo. Và mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.